Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cân điện tử Cố Thịnh. Thì ngày hôm nay cân điện tử Cố Thịnh xin giới thiệu các bạn một cái dòng cân điện tử chuyên dùng cho các ứng dụng cân nhà bếp, cân nguyên liệu sản xuất hoặc là cân những các ứng cân nông sản đó. Có cái thiết kế rất nhỏ gọn. Thì dòng cân này có tên là model là OS 500. Thì OS 500 là cái mức cân. Thì cái loại này có các mức cân chính như là 1 ký hoặc là 5 ký à, tùy mức cân thì có sai số khác nhau. Thì cái đĩa cân này đây là cái đĩa cân, thì cái này nó rộng khoảng 120 mm đó. Nên mình có thể cái bề mặt bằng phẳng này giúp mình có thể để cái đồ cân dễ dàng đó. Nên, cân thì là làm bằng nhựa ABS đó. Cân thì sử dụng 3 pin 2A đó, đây là chỗ pin này, đây cái nắp đó. Đây là các phím chức năng. Thì cái dòng cân này có sử dụng cái màn hình LCD đó, có mấy đơn vị đó. Đây màn hình LCD này, độ phân giải cao giúp mình quan sát cân nó dễ dàng này. Mấy đơn vị chính TC gam rồi TRC THK hoặc TSG đó là mấy cái đơn vị thông dụng dành cho các ứng dụng cân nhà bếp hoặc cân nông sản đó. Đây là hai phím, một phím unit và phím can. Unit là chuyển đổi đơn vị đó. Đây phím zero là cái phím trừ bì hoặc phím nhấn không về không, ví dụ trước khi cân không ở không thì mình nhấn phím zero đó, mình bỏ lên đó. Hoặc là cái phím này có thể là cái phím trừ bì, ví dụ như mình muốn trừ bì vật gì đó mình bỏ cái phím này lên. Thì ví dụ như mình bỏ đầu này lên đúng không, mình muốn trừ bì mình nhấn phím này, chờ cân ổn định nhấn phím này rồi mình bỏ đồ lên cân đó. Đó là cái phím chức năng chính của cân. Lấy ra thì nó bị âm cái bao bì mình mới trừ, thì mình nhấn lại đó. Một số lưu ý các bạn khi sử dụng cân này, đó các bạn sử dụng trên bề mặt bằng phẳng này, tránh gió ra, tại vì độ cân điện tử có độ chính xác cao thì tránh gió ra. Nên kiểm tra nguồn pin trước khi sử dụng, bảo đảm nguồn pin có cái luôn được đầy pin đó. Đây là cái phím đèn báo ổn định này. Khi nào cân ổn định thì cân sẽ báo cái phím này đó. Thì dòng cân này có thiết kế rất nhỏ gọn, mình có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau đó. Thì trên đây là cân điện tử Cố Thịnh, xin thưa các bạn cái sơ qua cái dòng cân OS, cân điện tử OS chuyên dùng cho các ứng dụng cân nông sản, cân nguyên vật liệu sản xuất, cân nhà bếp có độ chính xác cao. Thì trong quá trình sử dụng, các bạn có cần hỗ trợ gì về kỹ thuật hoặc có nhu cầu mua cân này thì có thể liên hệ với cân điện tử Cố Thịnh qua số hotline là 0939 121 568 để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.